những tử tù đặc biệt nhất Việt Nam. Đến nhiều trại giam khắp cả nước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến một trại tạm giam có nhiều tử tù như vậy. Vào thời điểm cao nhất, có hơn 40 tử tù, còn vào thời điểm hiện tại, ở đây đang có 16 tử tù chờ thi hành án. Mỗi một tử tù là một hoàn cảnh, số phận, trong đó có những trường hợp rất đặc biệt. Thượng tá Nguyễn Duy Tị, giám thị trại tạm giam, công an tỉnh Nghệ An tâm sự. Tội ác sẽ bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, tử tù cũng là một con người nên đến những giây phút cuối cùng, họ vẫn khát khao hơi ấm tình đồng loại, sự sẻ chia và cả những bài học đạo lý làm người. Và trong video này, hãy cùng OV Đại Bàng tìm hiểu về những tử tù đặc biệt nhất Việt Nam. Gặp tử tù thi sĩ 10 năm chưa thi hành án Qua 3-4 lần gác, chúng tôi mới vào được khu vực đặc biệt nhất của trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, khu vực dành riêng cho các tử tù nơi các quản giáo vẫn thường gọi là nhà tử tù. Nói là đặc biệt bởi nếu như các khu vực khác, việc canh giữ các phạm nhân có thể thực hiện từ xa, thì tại đây 24 trên 24 giờ, cán bộ quản giáo phải bên cạnh tử tù như hình với bóng. Mỗi phòng có hai dãy buồng giam đối diện nhau, chẳng cần phải mở cuốn sổ Nam Tào. Nơi lưu giữ danh sách tên tuổi các tử tù, đại úy Hồ Văn Hòa, cán bộ quản giáo phụ trách nhà trọng án và bị can nhà tử tù cũng có thể kể vanh vách cho chúng tôi nghe về từng tử tù đang có mặt trong buồng giam. Thường thì những tử tù sau khi y án phúc thẩm và bị bác đơn xin ân xá thì khoảng hơn một năm sau là được về với đất. Tuy nhiên trường hợp chúng tôi gặp dưới đây là trường hợp rất đặc biệt, xưa này hiếm. Một tử tù bị tuyên án đã 10 năm nhưng đến nay vẫn còn sống. Người tử tù cao số đó là Đặng Văn Thế, sinh năm 1974 tại xã Mỹ Sơn Đô Lương, Nghệ An. Sinh ra ở một huyện miền núi, nhà nghèo, bố mẹ già, đông anh em, nên thế cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi lấy vợ được 40 ngày, do không có công ăn việc làm, nên thế đã nghe theo lời rủ dê của bạn đi vận chuyển hàng trắng. Chuyến công hàng đầu tiên đó, Thế và một người bạn đi cùng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang mang theo 20kg thuốc viện. Sau khi bị bắt, Thế và người bạn đi cùng bị kết án tử hình. Đúng 10 năm trước, ngay sau khi tòa tuyên án, người bạn đi chung chuyến hàng hôm đó đã lập tức được đưa đi thi hành án. Riêng thế, chẳng hiểu do cao số hay có được phép mầu nhiệm nào phù trợ nên vẫn được sống đến ngày hôm nay. Biết tin chồng lĩnh án tử hình, người vợ mới cưới ở quê cùng tìm đến để xin anh ký vào đơn ly hôn. Có lẽ sau bản án tử hình nghiệt ngã là đơn ly hôn của người vợ dáng thêm cho anh ta một đòn chí tử. Gặp chúng tôi thế tâm sự, nhận án tử hình, nhiều đêm liền em thức trắng. Chỉ cần một tiếng sột soạt bên ngoài cửa cũng làm anh ta giật thót mình vì sợ bị đem đi thi hành án. Những đêm sau đó, tuy có ngủ được nhưng mỗi lần nghe tiếng mở cửa phòng giam, anh lại giật mình tỉnh giấc. Cái cảm giác đợi chờ cái chết có lúc làm anh ta trở nên hoảng loạn. Thế nhưng rồi đợi mãi, năm lần bảy lượt hết người này đến người khác ra đi, riêng thần chết chẳng thèm gõ cửa đến buồng giam của anh. Giờ thì từ tù Đặng Văn Thế đã trở thành con người hoàn toàn khác, lạc quan, yêu đời hơn. Ngồi trong tù chẳng biết làm gì nên em làm thơ. Mỗi lần nghĩ được một câu thơ hay, em lại xin cán bộ bút giấy để viết lại. Đến nay thì từ tù này đã có một bộ siêu tập với hơn 40 bài thơ với đủ đề tài, theo những diễn biến tâm lý qua từng thời gian. Thời gian đầu anh ta viết toàn những bài bi quan, chán nản và tuyệt vọng về số phận, về sự chia tay của người vợ trẻ. Khi tôi chết, không người thân đưa tiễn, không bạn đời cũng chẳng có mẹ cha. Cánh rừng kia là nơi tôi an nghỉ, không bóng người cũng chẳng tiếng tàu xe. Dần dần, được sự quan tâm động viên của cán bộ trại, thế lấy lại sự lạc quan và cho ra đời hàng loạt bài thơ ngợi ca cán bộ quản giáo, những cảnh đẹp của quê hương. Ví dụ như bài thăm thành phố đỏ có đoạn Lên đường du lịch ngắm bình minh, cùng em thưởng ngoạn cảnh hữu tình, dòng lam uốn lượn như giải lụa, cuộn mình ôm lấy cả thành vinh. Hỏi về bài thơ tâm đắc nhất, thế cho biết đó là bài thương cha, Nói rồi anh ta đọc luôn mấy câu. Suốt cuộc đời cha lặn lội gió xương, kiếm miếng ăn để nuôi con khôn lớn, dạy cho con biết làm người lương thiện, vậy mà con lạc lối lầm đường. Hôm trước bố em có đến thăm, hai bố con cứ ôm nhau khóc, chẳng biết nói gì anh ạ. Kể đến đây, mắt anh ta rưng rưng, ngấn nước. Mười năm sống trong sự đợi chờ căng thẳng, nhiều lúc tưởng như hết hy vọng, nhưng thế bảo rằng còn sống là còn hy vọng vào sự khoan dung của luật pháp. Từ chỗ một người mới chỉ học hết lớp 4, giờ đây thế đã làm được hàng chục bài thơ. Bài thơ nào cũng lấp lánh sự sám hối, lương thiện và toát lên khát vọng mạnh mẽ được sống. Thượng tá Nguyễn Duy Tị cho biết, đây là trường hợp rất đặc biệt. Sau khi tòa tuyên án, đối tượng đã khai ra các đầu mối, đường dây buôn bán hàng trắng khác. Chính vì vậy, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị xin hoãn thi hành án. Những khai báo của Thế qua xác minh đã được xác định là có cơ sở nhưng không bắt được các đối tượng. Vụ việc sau đó chìm vào quên lãng. Cách đây ít lâu, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn báo cáo vụ việc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Giờ đây từ tù Đặng Văn Thế tỏ ra rất tin tưởng mình sẽ được tha tội chết. Hành vi vận chuyển thuốc viện của em đối chiếu với những quy định hiện hành của pháp luật thì chắc em sẽ được giảm án anh ạ. Thượng tá Nguyễn Duy Tị cho biết, trại cũng có công văn gửi cơ quan chức năng và rất mong sớm nhận được hồi âm, cụ thể về trường hợp của tử tù Đặng Văn Thế. Mặt trời mọc lúc nửa đêm Được tha tội chết đối với các tử tù là một điều rất hiếm hoi và ít gặp. Phần thưởng vô giá đó chỉ dành cho những trường hợp thành khẩn và lập được nhiều công trạng để chuộc tội trong những giờ phút cuối cùng. Tử tù Lô Văn Tuấn, 54 tuổi, quê ở bản Sốp Mạt, xã Lương Minh, Tương Dương, Nghệ An, là một trong những trường hợp may mắn đó. Từng có một thời gian nhiều năm làm trưởng ban, nhưng Lô Văn Tuấn vẫn không thoát khỏi ma lực của những đồng tiền bẩn từ việc buôn bán hàng trắng. Hai vợ chồng và đứa con trai bị bắt trong cùng một vụ án và riêng Tuấn đã phải nhận bản án tử hình. Đứa con trai lĩnh án 7 năm tù. Hiện tại vợ và đứa con trai thụ án ở những trại cải tạo khác. Riêng Lô Văn Tuấn được giữ tại trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An để chờ ngày thi hành án. Nhận án tử hình, và đặc biệt là kể từ khi đồng phạm là Nguyễn Văn Bảy bị đưa đi thi hành án cách đây khoảng 4 năm tháng, Tuấn càng trở nên hoảng loạn. Lô Văn Tuấn đã tự cứu mình bằng cách khai báo thành khẩn, lập công chuộc tội, giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án. Chính nhờ sự lập công chuộc tội đặc biệt đó, Tuấn đã được tha tội chết. Trước hôm chúng tôi đến gần một tháng, từ tù Lô Văn Tuấn đã nhận được quyết định ân giảm án tử hình xuống hình phạt trung thân. Thượng tá Nguyễn Duy Tị bảo, Ông chẳng thể nào diễn tả được hình ảnh tử tù Lô Văn Tuấn vào giây phút hạnh phúc đó. Những quản giáo như Trung tá Lê Hồng Long, Đại úy Nguyễn Đình Huệ nói rằng hàng chục năm làm quản giáo tại đây, canh giữ bao lượt tử tù, nhưng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở Nghệ An hiện chưa có pháp trường dành để thi hành án tử hình, nên mỗi khi thi hành án đối với một trường hợp, hội đồng thi hành án sẽ quyết định một địa điểm cụ thể. Phạm đã là con người thì ai cũng sợ chết. Mỗi một tử tù đều có một tâm trạng và cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung nỗi căng thẳng, hoang mang, tuyệt vọng đến cùng cực. Hầu hết các tử tù đều thức trắng nhiều đêm liền sau phiên phúc thẩm. Tội ác của họ đã phải nhận hình phạt cao nhất của pháp luật và họ đợi chờ giây phút ra pháp trường. Thường khi còn tung hoành ngoài xã hội, những đối tượng này hung hãn, chơ lì bao nhiêu thì trước cái chết họ lại run rẩy và sợ hãi bấy nhiêu. Chỉ cần một tiếng mở cửa sắt trong đêm cũng làm họ giật mình thon thót. Và khoảng 3 đến 4 giờ, khi nghe tiếng xích sắt mở cửa xà lim, họ biết giờ phút cuối cùng của mình đã điểm. Chỉ đến khi mặt trời ló dạng qua khung cửa sổ, những tử tù mới chắc rằng mình sẽ được sống thêm ít nhất một ngày nữa. Thế nên những quản giáo ở đây mới ví von với chúng tôi rằng, hôm nào có một người được tha tội chết, hôm đó được xem như mặt trời đã mọc lúc nửa đêm. Sát thủ súng hoa cải và nỗi dây dứt muộn màng. Ở trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, tử tù Lê Xuân Trường, tức Trường An Cắp, 38 tuổi, ở xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, được biết đến là một tử tù tốn cơm trại nhất. Đến nay, Trường sống kiếp tử tù đã 13 năm, chứng kiến nhiều bạn tù lần lượt đưa đi thi hành án tử hình. Thậm chí có nhiều tử tù nhập trại sau mình gần chục năm đã bị đưa đi đền tội. Tử tù Lê Xuân Trường không khỏi dây dứt. Theo một cán bộ quản giáo trại tạm giam công an thành phố, thì tử tù Lê Xuân Trường đã 5 lần viết đơn xin thi hành án sớm. Bởi thời gian sống trong buồng biệt giam quá lâu, tuy nhiên những lá đơn của tử tù này gửi đi đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tử tù Lê Xuân Trường có tuổi thơ không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Bố Trường là người đàn ông đa thê với năm đời vợ, Trường là con cả của người vợ thứ hai. Mẹ Trường từng có một đời chồng là liệt sĩ, đã có một người con trai riêng. Tuổi thơ của Trường gắn liền với cuộc sống thiếu thốn về vật chất và sự chia năm xẻ bảy tình cảm của người cha. Khi Trường đang học lớp 3, thì bố và mẹ hắn mâu thuẫn đến mức không thể sống chung. Mẹ Trường vì uất đức đã bỏ đi Trung Quốc lấy chồng mới. Trường học hết lớp 7 rồi bỏ học. Vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, thiếu sự quan tâm dạy bảo của người cha, Trường bỏ nhà đi lang thang làm nghề đánh giày kết hợp với bán báo dạo. Không chỉ ở địa bàn Hải Phòng, Trường từng lưu lạc mưu sinh lên tận Hà Nội. Tiền kiếm được từ những công việc ấy cũng chỉ đủ cho Trường có miếng ăn qua ngày. Năm 2003, Trường vào Vũng Tàu để mong có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn muốn đi mà chẳng có một xu dính túi, gã bèn mượn một chiếc xe đạp của người bạn rồi đem bán. Chính sai lầm này đã khiến gã lần đầu tiên biết đến cơm tù, thế rồi chiếc vòng luẩn quẩn cứ thế đeo đuổi gã, phút chốc biến gã thành sát thủ máu lạnh. Tội chồng lên tội, Lê Xuân Trường đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Ngày bị kết án cao nhất là tử hình, đứa con trai nhỏ của Trường mới cất tiếng khóc chào đời được 10 ngày. Vậy mà thời gian trôi quá nhanh, đứa con trai nhỏ của Trường đã học cấp 2, Gần 13 năm sống trong buồng biệt giam, tử tù Lê Xuân Trường đã viết hàng nghìn trang nhật ký gửi con trai. Nói về đứa con trai này của mình, Lê Xuân Trường luôn tự hào. Mỗi lần được nhìn thấy vợ con qua tấm kính chắn và nói chuyện qua điện thoại, Trường có động lực hơn để đối mặt với bản án của mình. Nghe thằng con nó hỏi, ba có nhớ con không? Ba có ăn được gì không? Em thấy được an ủi lắm. Kẻ tội đồ nói về đứa con với vẻ đầy tiếc nuối. Làm người ai chẳng ham sống, thèm được sống. Nhưng tội em đã gây ra, đã vi phạm pháp luật thì phải chấp nhận bản án này. Em chỉ mong sao vợ con luôn khỏe mạnh, con chăm chỉ học tập để trở thành người có ích. Từ tù lại văn ghi và những chiêu trò chống đối. Đã hơn 6 năm sống trong buồng biệt giam, chứng kiến nhiều từ tù đã bị đưa đi thi hành án tử hình. Từ tù lại văn ghi, 52 tuổi, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, không chấp hành nội quy, quy chế của trại, dở nhiều chiêu trò chống đối cán bộ quản giáo, quãng thời gian dài đằng đẵng trong buồng biệt giam tử tù lại văn ghi rất ít khi nhận được sự quan tâm của gia đình bởi mọi người trong gia đình coi gã là kẻ bỏ đi sống cũng như chết có lẽ đó là nguyên nhân khiến ghi có những cử chỉ hành động chẳng khác nào còn thú giữ bị giam cầm khi phải chờ ngày đưa đi thi hành án gã biết cuộc đời gã chẳng còn gì để mất nữa nên đã điên cuồng tìm đủ mọi cách chống đối lại cán bộ quản giáo có lần ghi còn tích xú uế rồi hất vào cán bộ quản giáo khi mở buồng giam gã liên tục dùng những lời lẽ thậm tệ để lăng mạ, chửi bới cán bộ quản giáo buồng giam. Nhiều lần ghi được cán bộ quản giáo nhắc nhở, rồi áp cho gã những hình thức kỷ luật đặc biệt của trại, nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy. Mới đây, từ tù này còn đòi tự tử, nhưng được cán bộ quản giáo phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Chỉ vì quá cuồng yêu, không tìm được lối thoát, từ tù lại văn ghi đã xuống tay với người tình, gây cảnh đau thương, tàng tóc, không thể nguôi ngoai cho gia đình nạn nhân. Còn bản thân gã đã đẩy cuộc đời mình vào bi kịch tình ái để rồi phải trả giá bằng mạng sống của mình thật quá đắt. Trong trạm gác của nhà tử hình có một tập hồ sơ khá đặc biệt, hồ sơ về những tử tù. Mỗi một tử tù là một miếng các tông nhỏ bằng nửa bàn tay, trên đó ghi rõ tên tuổi, quê quán, ngày vào tù, lĩnh án và hành vi phạm tội. Những miếng bìa đó được cài thành hai hàng trong tập hồ sơ tương ứng với các phòng giam. Mỗi khi có một tử tù ra đi, hoặc được thả tội chết, những miếng các tông đó được gỡ ra và để chống, chờ những phạm nhân khác. Tội ác sẽ bị trừng phạt, nhưng tử tù cũng là con người, nên đến những giây phút cuối cùng, họ vẫn khát khao hơi ấm tình đồng loại, sự sẻ chia và cả những bài học đạo lý làm người. Thượng tá Nguyễn Duy Tị vừa dẫn tôi đi, vừa tâm sự. Trên đây là thông tin về những tử tù đặc biệt nhất Việt Nam. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, Hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.